tiếp tục quay cho các bạn clip thứ hai ở Sapa. Và khi mà vào trong đó thì cái cảnh càng đẹp hơn. Các bạn thấy đó, mây mà như thế này nè các bạn, rất là đẹp luôn, càng đẹp hơn luôn. Quá đẹp. Cái cảnh này là các bạn thấy là không phải mà dễ có đâu nha. Coi nè, du khách thì tung tăng rất là vui vẻ để chụp hình nè, các bạn thấy không? Đó, đây. Quá đẹp à. Mình quay tổng quan cho các bạn xem nha. Rồi. Ôi ôi đẹp. Màn hình hơi rung tại vì không có đem được cái cây mà để quay hình đó các bạn. Các bạn thông cảm giùm nha. Này mình chụp chỉ mang tính, mình quay chỉ mang tính chất kỷ niệm. Đây là bạn trẻ đang làm kiểu chụp hình. Rất là đẹp. Phan Spang Spa Sapa. Đây khách rất là đông ha. Này trở lên nè. Trở lên. Đây là đi xuống. Mây bay là đà luôn. Rất là đẹp. Cảnh giống như là cảnh tiên bồng ha. Tiên bồng. Rồi chừng có kim đồng ngọc nữ ở đây. Rất là đẹp. Ở phía dưới này hình như là một cái khu du lịch thôi. Mẹ nó đi, con đi, con cứ quay bình thường đi. À, ba thấy em mà. Du khách nói rộn ràng vui vẻ. Cái gì? Quay kỷ niệm. Ồ, phía dưới này hình như là có rất là nhiều điều cần khám phá. Thả dốc luôn. Thả dốc. Vậy là đi xuống cái này để mình đi cáp treo. Hai bạn nè. Xung quanh bên bờ này là hoa, các bạn thấy rất là đẹp nha. Đây là hoa. Ôi, có đẹp các bạn. Hoa quá đẹp nè. Kết hoa vàng cho lòng lấy đời. Với một màu tím xanh. Cho quay gần các bạn. Đây. Quá đẹp. Rồi. Ở đây mình quay cái mở tay quá, không có cái cây quay. Rất là mở tay luôn mà không được đẹp. Hình ảnh không được đẹp. Đây nè các bạn. Những cái hoa văn này là các bạn thấy là biết rồi đó ha. Của người dân tộc. Ôi, ôi hoa coi nè các bạn. Cái trụ này cũng rất là ấn tượng đối với người du lịch. Cái đồng hồ. Đây, những cái đoàn du lịch nè.
quá đẹp rồi. Các bạn nhỏ ơi, ngồi xuống, một chân nha, ngồi đủ nha. Rồi, bây giờ cho em một hàng người lớn đứng quá đẹp, quá đẹp. Ngồi xuống, ngồi xuống. Ôi, hoa. Sau đó một hàng người lớn ta sẽ quá đẹp. Hoa quá đẹp, nguyên một cái khu vực hoa cái này. Cái này là chắc hồng cổ Sapa. Hoa cái này. Hồng cổ Sapa nổi tiếng. Cộng